Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn trên kênh Cá Lóc Review 81. Theo như đề xuất của tất cả các bạn fan có đề xuất trong những ngày qua, thì hôm nay mình sẽ làm kênh Lộc Phù Hồ TV. Kênh Lộc Phù Hồ TV cũng là kênh rất là được yêu mến của các bạn khán giả theo dõi cả nước cũng như đồng bào ở nước ngoài. Kênh có tỷ lệ được đăng ký khá cao và lượt view cũng tăng đều đều theo hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Như vậy là kênh Lộc Phù Hồ này là kênh cũng được rất là nhiều fan theo dõi các bạn. Trong thời gian trở lại đây, kênh Lộc Phù Hồ có những gì nổi trội không? Và so với những video đăng được trước là kênh Lộc Phù Hồ cập nhật về những video về Phù Hồ rất là hay các bạn. Đã like view trên trang TikTok và trang Facebook rất là hay và các bạn khán giả có đề xuất là trong thời gian này kênh Lộc Phù Hồ có doanh thu ra sao, thì hôm nay mình chỉ làm kênh Lộc Phù Hồ để tính cho các bạn biết và dựa vào số liệu thống kê ở trang Social Blade để tính doanh thu ở mức hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Đó, như các bạn có thể là theo dõi các bạn. Như vậy là bây giờ kênh Lộc Phù Hồ này là chủ yếu là chia sẻ những video là cập nhật về cuộc sống gia đình. Đó, về cập nhật là hiện nay là những video là cuộc sống gia đình và chia sẻ những video về tròn và hài hước. Đó, hài hước trên kênh. Kênh này có những cái video quay về quá trình Phù Hồ nha các bạn, về Phù Hồ, về những video về những cái hành trình về Lộc làm công trình hay là những cái video về hành trình của Lộc làm liên quan tới cái quá trình công việc của Lộc. Đó, rất là hay, những video này rất là hay các bạn. Lộc Phù Hồ trước kia rất là nói về những cái kênh TikTok, những kênh fanpage Facebook các bạn, quay những video livestream rất là tuyệt vời. Hôm nay là Lộc Phù Hồ người cũng giảm lại những cái quá trình mà livestream trên Facebook. Đó, bây giờ là mình sẽ đi đến cái quá trình chi tiết kênh nhé các bạn. Chi tiết kênh này, kênh có được là 1,72 triệu người đăng ký, như vậy là con số đăng ký khá cao. Tổng số video là 554 video. Tổng số được xem trên kênh là được 245.836.263 lượt xem, như vậy là con số lượt xem khá cao các bạn, 245.836.263 lượt xem. Như vậy lượt xem này là tổng của lượt xem cả về video dài và video short luôn nha các bạn. Kênh Lộc tham gia vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, như vậy là kênh tham gia cũng khá lâu các bạn, được 5 năm các bạn. Kênh quốc gia tại Việt Nam. Rồi, đó là những cái quá trình chi tiết kênh nha các bạn. Bây giờ mình đi đến những video mới nhất. Xem thử video kênh Lộc Phù Hồ đang nhiều nhiều không ai, như vậy là hàng tuần kênh ra video cũng vài một tháng ra video cũng vài cái các bạn, 1 2 3 4 5 6 7, nhưng mà một tháng kênh ra video dài là 7 video. Rồi video shop là hiện nay là Lộc tập trung là video shop rất nhiều các bạn. Mình chuyển qua video shop xem. Video shop Lộc đang rất là nhiều các bạn, như vậy là nhiều nhưng mà cũng không có nhiều bằng video dài ha. Đó, video shop sọt này nè, video sọt này các bạn. Rồi như vậy là bây giờ là mình sẽ chuyển qua video dài các bạn. Đó, video dài xem là kênh này có những video dài như thế nào. Đó. Rồi bây giờ là hai tuần qua, trong hai tuần qua kênh có đăng video mới nhất là được 201 lượt xem, 201.000 lượt xem các bạn. Bữa tiệc hiếm hoi gia đình nhà vợ. Đó, bữa tiệc của gia đình nhà vợ tổ chức này các bạn. Rồi tiếp theo là cách đây 3 tuần được 96.000 lượt xem, Lộc Phù Hồ bất ngờ tặng gần 50 triệu cho bà con nghèo. Tiếp theo là cách đây 3 tuần được 114.000 lượt xem, Lộc Phù Hồ bị tố nói láo mua ở thác xạo kia. Đó là tiêu đề về hài hước các bạn. Và là Lộc Phù Hồ là tiểu sử Lộc Phù Hồ là tên là Phạm Văn Lộc các bạn. Đó, bây giờ mình nói sơ qua về cái phần đó chiếu nữa để mình chưa nói ha. Lộc Phù Hồ là tên Phạm Văn Lộc nè. À, có vợ là Kim Thủy các bạn, bên Lộc Kim Thủy, vợ là người quê gốc Bình Định các bạn, cùng quê với chủ kênh review đây, đã quê gốc Bình Định nên quê ở vùng cát đó các bạn, là cùng quê với mình luôn đó. Rồi như vậy là kênh này cũng rất là hay đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua phần video phổ biến nhất, là cách đây 3 năm là kênh có được 2,7 triệu lượt xem, là Phù Hồ lãnh tiền YouTube lại đưa hết cho vợ, là được 2,7 triệu lượt xem. Cách đây 3 năm con số khá cao các bạn. Cách đây 3 năm là được 2,1 triệu lượt xem, Lộc Phù Hồ cùng ba vợ xây hồ bơi khổng lồ để giải quyết cái nắng. Rất là video này cũng khá cao được view. Và cách đây cũng 2 năm được 1,8 triệu lượt xem, Lộc Phù Hồ chính thức làm xong ngôi nhà mới. Đó là những video về quay về cuộc sống hàng ngày
và những quá trình làm nhà nha các bạn. Rồi bây giờ chuyển ra những video short, xem video short là content cũng nhiều đó các bạn. Vậy là bây giờ mình tính chung luôn cả video short và video dài xem thế nào các bạn. Bây giờ video short phổ biến nhất là được bao nhiêu ạ? Như vậy là video short phổ biến nhất là được 6,5 triệu lượt xem, như vậy là cũng khá cao các bạn. Như vậy là nó sẽ tính chung cả cái lượt của video short và video dài luôn các bạn. Như vậy là rất là khó tách ra nha các bạn, tính chung thì nó cũng không có chuẩn xác nha các bạn. Rồi nhưng mà bây giờ trang thống kê này nó sẽ tính chung gộp lại nha. Bây giờ để mình di chuyển qua cái phần doanh thu để trang số liệu này thống kê thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình di chuyển qua đây thì kênh này thống kê là trang xếp hạng ở mức kênh này là ở mức B cộng, như vậy là con số ở mức B cộng là khá cao các bạn. Kênh nào mà xếp hạng ở mức B cộng này cũng rất là đáng mừng cho kênh các bạn. Các bạn yêu mến kênh Lộc Phù Hồ, các bạn vào ủng hộ cho kênh Lộc Phù Hồ TV các bạn, rồi Trần Lộc và Thủy. Và hôm nay là mình sẽ review kênh dựa vào số liệu thống kê này, là kênh này xếp hạng ở mức B cộng đó. Và số lượt người đăng ký trong 30 ngày qua là được 10.000 người đăng ký, và là con số đăng ký cũng khá cao trong 30 ngày qua các bạn. Số lượt người đăng ký trong vòng một tuần qua là được cũng 10.000 luôn các bạn, và là nó chưa cập nhật hàng tuần mới nha các bạn. À, chưa cập nhật hàng tuần, hàng tháng thì được 10k thôi mà hàng tuần mới nhất là chưa cập nhật này, thì gọi là tăng 0% so với 30 ngày qua. Và số lượt đô la hàng tháng ước tính là được 3.000 đô la đến 48,5.000 đô la, như gọi là cao các bạn ơi. Và số lượt thu nhập hàng năm là được 36,4.000 đô la đến 582,6.000 đô la, như gọi là con số đô la ước tính ở đây đấy, là nó đem về là những cái lượt view gần nhất các bạn, lượt view gần nhất ở đây là lượt view của kênh Lộc là đăng video shop nhiều, nó sẽ thống kê ra cái đô la của lượt view rất là cao nha các bạn. Đô la của hàng tháng và hàng năm cũng khá cao các bạn. Nếu mà cái video shop nhiều thì nó sẽ thống kê trên này luôn các bạn. Như vậy lượt xem video trong 30 ngày qua thì được 12,137 triệu, tăng giảm các bạn, như vậy là lượt view giảm này đó, lượt view như vậy là trong 30 ngày qua là giảm 13,7% các bạn. Và lượt view trong vòng một tuần qua là được 2.457.296 lượt view, như vậy là trong khoảng thời gian lượt view của hàng tuần hàng tháng này nó sẽ tính tổng của những cái video của shop luôn đó các bạn. Theo như mình được biết là mình đã làm những video trước là mình thấy nó tính tổng, còn những video nào mà tách riêng ra này không có lâu shop nó mới tính riêng video nha các bạn. Thì ở đây là mình rất là khó xử là cái việc là video shop đó các bạn. Tại video shop nó nằm trong này là mình khó tính cái ngày, xác định cái ngày các bạn. Thì ở đây là mình sẽ tính chung luôn các bạn. Các bạn xem là các bạn cũng có thể thông cảm nha. Nếu mà tăng quá thì các bạn có thể thông cảm nha, để mình để nói trước rồi các bạn. Thì ở đây là mình tính cái lượt view của hàng tháng trước nha các bạn. Lượt view của hàng tháng tổng là được 12 triệu, là ở đây là tổng cả video dài và video shop xem thử là nó được bao nhiêu các bạn. Thì ở đây là mình tính là số lượng của video shop là 50 và video dài là 50. Thì mình chỉ tính là bình quân nha các bạn. Đó, ở đây là mình gọi là cho cái con số của video dài 50 và video shop 50 rồi nha các bạn. Đó là mình giả sử như vậy rồi, chứ không phải là mình tự đưa ra con số 50 đâu. Tại vì ở đây video shop nó đã chiếm cũng 50% của video dài của Lộc ở đây, nên là con số nó lên tới 12,137 triệu. Thì bây giờ thôi mình tính xem nữa nha các bạn. 12 triệu nha các bạn, là 137.000, 12 triệu 137.000 các bạn, 2 triệu 137.000. Như vậy là con số này là nó chỉ tổng doanh thu theo mức là gần nhất các bạn. À, thì mình chia cho 1.000 luôn, tất cả video dài video shop được chia cho 1.000, nhưng mà nó chỉ khác được rồi em nha các bạn. Thì ở đây đó, bây giờ là mình sẽ tính nhẩm là đúng ra đó, nếu video dài đó mình tính từ 0.5 cho tới 1 RPM của video dài, nhưng mà cái có RPM nhấn chung vào á thì mình không trúng tính theo cái kênh của Lộc hôm nay là theo 0.5 như những kênh khác nữa các bạn. Mình thì tính riêng cái kênh của Lộc Phù Hồ hôm nay là do là video dài nó cũng nhiều, nên là mình tính cái RPM nó chỉ tính ở mức trung bình thôi, chứ không thể là ở mức trung bình khá được nha các bạn. Là mình tính 0.50 thôi nha các bạn, là mình nhân cho 0 này các bạn, 0.50 thôi, 50 RPM của tổng của video ngắn và video dài. Nhưng mà nếu mà số lượng của video dài á là RPM mỗi nhân lượt view á thì nó chỉ tính ra 0.5 nhân cho 0.5 thì nó như vậy là tạm ổn đối với video dài, và có thể cao hơn 0.5 nó video dài nha các bạn, tùy theo lượt view nữa. Còn cái RPM của video ngắn thì nó sẽ giảm hơn, nhưng mà ở đây là mình không tính 0.5 mà mình tính 0.50, nó bù trừ trước lại giữa video ngắn và video dài nha các bạn. Các bạn có thể là theo dõi kỹ cái đoạn này để thông cảm các bạn.
chứ không mình không có tự đưa ra con số tính nha các bạn, tại vì số liệu này nó nằm chung chung với nhau. Rồi bây giờ mình nhân ra thử nha các bạn, là nó được là 6.068,5 đô la, 6.068,5 đô la ở mức bình trung bình của lượt view các bạn, ở mức trung bình của lượt view theo GBM, mình tính cái cục lượt view của hàng tháng thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình nhân cho 24.000 các bạn, nhân cho 24, hiện tại là đô la là 24,54 rồi các bạn, nó sụt giảm rồi các bạn trong tháng 9 này, thì mình nhân cho 24.000 là 1 đô la đổi ra 24.000 là bằng là 145 triệu nha các bạn, 145 triệu 644.000 các bạn. Như vậy là doanh thu ở mức cột lượt view của hàng tháng là kênh đem về là được 145 triệu 644.000, như vậy là con số này cũng khá cao các bạn. Đó, cái này là mình sẽ biết nó chênh lệch khá nhiều rồi, tại vì cái video ngắn nó chênh lệch với video dài nên mà tính ở đây nó hơi chênh lệch, tại vì dựa vào con số liệu này ta tính chung với nhau các bạn, thì con số này nó chưa trừ ra các bạn, nó chưa trừ các khoản chi phí của kênh mà đây là mới gọi là đưa ra con số ở mức tương đối là mức tham khảo thôi các bạn. Còn nếu mà trừ ra thì các bạn cứ tính nhẩm đi, nếu mà con số 145 triệu là trừ cho 35% ra các bạn, 35 đến 40%, còn kênh nhận về cũng còn 60% trở lại thôi, thì các bạn hỏi còn bao nhiêu là biết trong vòng một tháng. Và con số này nếu là đã có cộng theo doanh thu quảng cáo nữa một chút thì cũng cũng nhích hơn một chút nha các bạn, như vậy là cũng đáng mừng cho kênh nếu mà đã cộng cho những video quảng cáo vào đó. Thì video này hôm nay mình nói hơi dài một xíu nha các bạn đó. Rồi như vậy là doanh thu ở mức hàng tháng để tính trực tiếp từ view các bạn, chưa có doanh thu quảng cáo. Rồi bây giờ mình tính doanh thu ở mức hàng năm xem nữa, nó đã có doanh thu quảng cáo vào thử được bao nhiêu. Doanh thu đô này nó cũng gọi nha các bạn, nó tính cái trang này nó tính tổng giữa video ngắn và video dài trong cái mức đô này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tính nha ha, lấy 36.000 nha các bạn, mình tính doanh thu ở mức thấp nhất các bạn, 400 nhân cho 24, 24.000 xem nữa hàng năm là mức thấp nhất được bao nhiêu các bạn, là được là 8 800 87 triệu, còn 8 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
Đó, như vậy là doanh thu thấp nhất của hàng đêm kênh lọc của Hồ đem về là được 873 triệu 600 nghìn, đây là doanh thu tổng cộng luôn của cục đô la, doanh thu thấp nhất các bạn. Còn nếu mà doanh thu trung bình nhất thì các bạn cứ tính là sơ sơ là lấy ở mức thấp nhất cộng mức cao nhất và chia cho hai ra để lấy mức trung bình. Còn ở đây là mình chỉ tách ra là cái tính được view, là gọi là mình trừ gọi là trừ xác suất có thể là thấp nhất các bạn, trừ xác suất của những video ngắn và dài cộng lại thì mình tính doanh thu thấp nhất để cho các bạn có thể là trừ ra gọi là những cái quá trình mà nó trên lệch các bạn, thì nó được là 873 triệu 600 nghìn, đó là doanh thu của hàng năm kênh. Đó, còn doanh thu ở mức cao nhất thì các bạn tự có thể nhẩm nha, nếu mà mình tính nó cao quá thì các bạn chỉ ý kiến ngay. Rồi, như vậy là doanh thu dựa vào con số liệu thống kê của trang Social Blade để đưa ra con số này, là từ con số này mình sẽ tính doanh thu của kênh xem nó được bao nhiêu theo yêu cầu bạn fan, và đưa ra ở con số mức tham khảo và tương đối nha các bạn. Như vậy là kênh mình review kênh Lộc của Hồ TV kết thúc tại đây. Các bạn yêu mến kênh Lộc, các bạn vào ủng hộ kênh cho Lộc, và các bạn yêu mến kênh review của mình, các bạn vào ủng hộ kênh của mình, và các bạn comment bên dưới để cập nhật những video mới tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành.